mình đang dần làm chủ trận đấu này. Yeah. Ui, boss này bây giờ mạnh lắm các bạn ơi, còn lửa đốt đúng đâu luôn á. Nhiệm vụ của mình chỉ là phản đam thôi các bạn. Đó, giống như vậy ha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Thợ Săn Wither Storm. Và khó lắm, mình mới bỏ cái con Wither Storm một khoảng tương đối xa các bạn à. Nhưng mà có vẻ là bây giờ nó vẫn đang truy đuổi mình, nên là mình phải tranh thủ để chúng ta tiến hành công cuộc chuẩn bị trước khi bắt đầu cái trận chiến cuối cùng sinh tử với cái con Wither Storm á. À, và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lock Fruit cũng như là mua Game Pass thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở phần bình luận á. Còn bây giờ thì mình cần phải sửa cái cúp lẹ các bạn ơi. Thì cúp của mình nó sắp hư mất tiêu rồi. Ủa rồi, ở đây lấy kim cương ra cho vô, mình sẽ sửa hai viên thôi ha, để chừa biết đâu một tí nữa mình lại cần thì sao. Sau khi sửa xong rồi mình sẽ thu gom cái đe nè cũng như cái ba lô lại. Ở trước mặt mình đang là một cái cánh rừng gai ha, và mình khó khăn lắm mới tìm được nó các bạn ơi. Nhiệm vụ của mình là sẽ leo lên đỉnh của cái cánh rừng gai này để chúng ta đi tìm một cái pháo đài. Ở trên đó nó sẽ có một con boss đang chờ đợi mình để chinh phục á. Và mình nghĩ nếu mà mình đánh bại được con boss đó thì chúng ta sẽ có được thứ giúp mình trở nên mạnh hơn và sẵn sàng với trận chiến cuối cùng với con Wither Storm á nha. Ok rồi, tòa tháp mình nói nó đang ở trước mặt kìa các bạn, nó khá là cao luôn đấy. Nhưng mà không sao, mình đã có cái quạt ba tiêu này, nó sẽ giúp mình leo trèo ở cái ngọn núi này dễ dàng hơn á. Hả, à, rất là nhanh thôi. Để coi coi mình xác định hướng cái đó, không biết là con boss nó sẽ nằm ở chỗ nào. Mình đoán là chắc là sẽ ở cái chỗ trung tâm á các bạn. À, ngay chỗ này luôn nè. Để mình thử trèo lên là biết liền ha. Sắp rồi các bạn ơi. Mong là đúng. Trời đất ơi, đúng không ta? Hình như đúng á các bạn ơi. Mình thấy xung quanh đây không có chỗ đánh boss hết. Ui thiệt rồi, đây nè các bạn, đây chính là chỗ mà chúng ta cần tới nè. Ô, bây giờ thì mình sẽ mở cái ba lô ra để chúng ta lấy một thứ rất là quan trọng. Đó chính là cái bụi được đốt đây nè. Và cái bụi này nó sẽ dùng để triệu hồi con boss ở cái khu vực đấu trường này. Và con boss này mình đang không tự tin lắm trong cái việc đánh bại nó, nhưng mà mình có một cái bùa sự sống với cả một ít táo vàng nên là vô thôi các bạn. Hả? Ủa cái gì vậy? What? Ủa? Ủa kìa, ủa sao mình không triệu hồi boss được nhờ? Hả? What the hell? À, thì ra phải nâng cấp nó lên một cái các bạn ơi, mình mới có thể kiểu như là triệu hồi được boss. Ra là vậy. Đó 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 đó. Giờ thì ủa? Ui, ui đây rồi, đây rồi. Ấy, boss Ignis đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Đây là chiến binh lửa thiên. Ui, căng căng nha, căng nha. Ui, rồi luôn rồi. Mình bị chiếm trưởng rồi. À, mình bị chọt phát. Ui, ui, ui. Cái khiên đỡ liền. Bắt buộc á, bắt buộc á. Ui nha, nhưng mà cái hiệu ứng làm mất giáp của chiến binh lửa thiên khó chịu quá à. À, đây, đây, mình đã hồi giáp lại. Ui dồi, còn giật mình lại nữa. Căng nha. Mình nên di chuyển liên tục để chúng ta đỡ đòn mới được. Ấy, hên quá mình đỡ được. Trời đất ơi, công nhận sức chiến đấu của chiến binh lửa thiên là không thể nào khinh thường được các bạn ơi. À, né 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 né, hên quá né được. Đỡ cái, phản đòn phản đòn. Ok, ngon. Mình phải thường xuyên né đòn nha, không thôi là mệt đấy. À, khó chịu quá, thôi xong mình ơi. No. Ê, đỡ một cái, phản đòn. Chạy 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 chạy, hồi phục lại. Ui, bay lên. Ui, ơi còn tấn công nữa hả? What? Ui may quá, cái khiên xịn sò của mình đã giúp mình đỡ rất là nhiều đòn các bạn ơi. Căng thật sự. Ấy, không né kịp à. Áo, khó chịu ghê luôn á. Ui, may quá hả? Mình đã thoát cơ tử mấy lần rồi các bạn ơi. Ui ui, lần này thì sao? Né cái nhẹ. Ok, đỡ một cái nè.
Tại vì phòng thủ hoài cũng không phải là cách các bạn à. Mình phải phản đòn nữa. À, à, à. Rồi luôn rồi, mình mất cái bùa bùa sự sống rồi. À. Chiến binh lửa thiên có vẻ là rất là mạnh các bạn ơi. Kinh khủng thật. Đây rồi, đánh lén. Ê ê. What the hell? Mình phải liên tục sử dụng cái đòn đó chứ là. Đánh xong á các bạn là bay lên liền. Ui ui ui. Tí nữa thì né không kịp à. Mệt quá. Rồi. Phải dùng tới cách này thôi các bạn ạ. Chứ rất là khó để chúng ta. Ấy đó đó thấy chưa? Sơ hở cái là bị chọt một cái liền. Mình nghĩ hiện giờ chỉ có một cách duy nhất thôi để đánh bại được boss chiến binh lửa thiên á. Đó chính là mình phải né được toàn bộ những phát đánh chí mạng của boss này ha các bạn. Đó chẳng hạn như ấy à. Rồi trời, mới nói né. Mình đã né hộp rồi. Ui đó. Trời. Thông minh chuẩn vậy. Ồ, mình vừa đớp đáp xuống một cái là boss chọt mình liền. Căng nha. Ê, mình đang bị mất giáp rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Rồi rồi, hồi giáp lại. Ê, né, né, né. Đó, né được cái đòn chọt đó là ok ha. Cứ liên tục cấu rỉa như vậy thì một xíu nữa thôi, chúng ta sẽ làm yếu boss đi cho mà xem. Phải kiên trì các bạn à. Không kiên trì là không được đó. Cơ hội phản đòn. Ok, đánh được ba cái một liên tục các bạn ơi. Ngoài ra mình có thể dùng cái này để đẩy boss đi ra xa nữa. Nói chung là cái quạt của mình khá là tiện lợi luôn á. Ê, ê, tập trung né đòn, tập trung né đòn. Thường cái phát cuối là boss sẽ chọt mình đó. Đó 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 đó. Yeah, né được rồi. Phản đòn thôi. Ê ê. Trời đất ơi. Thấy vậy nhưng mà sức tấn công của boss vẫn còn căng lắm các bạn ơi. Lơ ngớ là mình sẽ bị gục ngay tại đây mất á. Kìa kìa kìa, nhảy lên kìa. Ui. Hay quá, mình né được. Ok, hồi phục lại nè. Ui da. Rồi, boss chuyển sang dùng skill rồi. Mình cứ nhảy lên mà né thôi. Sau đó là phản công. Tiếp tục như vậy thôi các bạn. Đỡ nè. Ui. Có vẻ là đánh sau lưng nó sẽ hiệu quả hơn là đánh trực diện các bạn à. Đây rồi. Mình sẽ làm cho con boss này chóng mặt luôn. Yes. Gần nửa cây máu rồi các bạn. Cố lên, cố lên. Tiếp tục. Trời, biến hình rồi. Ê, bây giờ là sức công phá của boss đã tăng lên rồi đó. Ý. Phải tập trung né hơn nữa mới được. Ê, mình né hụt rồi. Ow. Lại, lại, lại. Ok. Cố lên. Ê, chúng ta có thể làm được. Ừ, né được rồi. Yes. Thành công, thành công. À ha. Hên, đỡ khiên. Ôi ôi ôi. Đâu cực mạnh, đâu cực mạnh. Quay, 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 quay. Nhảy lên. Yeah. Né được cái chiêu chí mạng kia rồi các bạn. Có chừng, có chừng. Ui ui ui. Né cái nè. Yes. Nửa cây máu rồi các bạn ơi. Ê ê ê, có chừng, có chừng, có chừng. Đừng chủ quan nha. Boss mà đánh phát nào ở hình dạng này là đều thốn hết đó. Né 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 trước, né trước, né trước. Ê nè, nhảy lên nè, đúng lúc rồi. Phản đòn thôi các bạn. Ê ê. Có chừng, có chừng. Skill này cái phạm vi nó khá là rộng á. Nhảy lên cái. Nhảy lên cái nữa. Hách não liền. Đánh như. Ui. Hên quá, né được, né được, né được. Né tiếp. Ê, né hụt rồi các bạn. Đẩy boss đi ra. Ào ào, nó tấn công rồi, nó tấn công rồi. Oh no no. Hít cuối là nó sẽ nhảy lên đó. Nè nè nè, mình sẽ nhảy lên trước đó. Ok. Mình đã hiểu cơ chế chiến đấu của nó rồi. Cố lên các bạn. Ui ui. Wow 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 wow. Ui, hít này suýt nữa mình né. Ấy. Nó dồn toàn lực vô cái đoạn đó hay sao á. Ý. Thôi thôi, né được, né được. Hồi phục lại, hồi phục lại. Chúng ta cần phải tập trung những lúc này. Phải canh me, canh me. Đó, đó, đó. Nhảy lên nè. Rồi, rồi, rồi. Nhảy tiếp. Nói chung là cái việc nhảy ở trong việc chiến đấu với con boss này khá là quan trọng. Phải kiên trì các bạn ạ.
Rồi rồi, tập trung nè, nó chuẩn bị nè. Ủa nó biến hình nữa hả? Ui ui, làm gì đây? Nhảy lên nè. Hình quá. Ê, thiệt chiêu cực, thiệt chiêu cuối sao vậy? Wow, nó dùng thiệt chiêu cuối các bạn ơi, nó cắm kiếm. Quá trời lửa tấn công mình luôn. Né cái, né cái. Chúng ta đang dần lấy lại lợi thế các bạn ạ. Những lúc như vậy phải tập trung nha. Kết liễu được nó là chúng ta sẽ đổi đời đấy. Cố lên. Từ từ, nó đang cố gắng kiểu như kết liễu mình. Càng sớm càng tốt. Ủa dạ. Đỡ luôn. Khô máu luôn. Ê, ê, chưa chưa, mình tỉnh. Mình nghĩ là còn phải một đợt nữa các bạn. Không vội được, không vội được. Ui, nó xài thiệt chiêu nhát chém rộng cơ. Những lúc như vậy phải khô máu thôi các bạn ạ. Ê, ê. Chưa chưa, mình nghĩ là chúng ta nên làm thêm một nhịp nữa để cho chắc cú. Ui ui, cố lên cố lên. Ê, gần quá có chừng ném được. Ý, ôi xong rồi. À, ui da, thấy chưa, mất tập trung là nó sẽ xiên mình liền. Không đụng được, mình phải hồi phục lại cái cho chắc các bạn ơi. À chậm mà chắc. Ok, nhảy lên cái nữa. Và đây rồi, cơ hội. Ê, một chấm nữa thôi. Ê, ê, gục chưa vậy? Chưa nữa. Ui, cái chấm máu cuối cùng mà nó lì vậy. Yes, đây rồi. Trời ơi, sao bao vất vả thì cuối cùng cũng hạ được nó các bạn ơi. Khó giả man ghê. Ôi, và nó cho mình cái dao gì đấy. Different sword. Cái này nó có kỹ năng là sức mạnh tấn công gì nè. Nó 11 đam lớn. Xịn nha, xịn nha. Và đồng thời nó cho mình thêm Ignatium ingot. Và đây chính là thứ mình cần để mình nâng cấp cái bộ giáp mình lên đó các bạn. Ây da, ngon nha. Ôi, mình làm liền luôn đi các bạn ơi. Lấy đồ nghề ra. Mình cần một cái bàn rèn. Ok, đặt xuống. Sau đó cởi bộ giáp của mình hiện tại và cho vô đây. Đó, vậy là mình sẽ được một bộ giáp Ignitium nha. Ua, còn thiếu cái ủng thôi. Ủa, mình ừ, mình làm gì có cái ủng ta. Ừ. Nếu mà full set này thì để coi không biết là nó sẽ có thêm cái gì không á. Nhưng mà hiện tại thì mình có thể làm được một cái ủng netherite đó các bạn. Đây, mình còn dư kim cương nè. Hồi nãy tại mình đâu xài hết kim cương đâu, mình để dành mà. Làm một cái ủng kim cương mới toanh. Sau đó dục vô đây, nâng cấp lên. Ê, nhưng mà mình thiếu Ignitium rồi. Ok, chắc là bây giờ mình sẽ đánh nhau với cái con boss này thêm một lần nữa. Để chúng ta kiếm thêm Ignitium đó các bạn. Hy vọng là ok ha. Mình cũng còn một cái bụi nè. Nâng cấp cái bụi lên. Sau đó chúng ta sẽ triệu hồi con boss thêm một lần nữa. Cái này thì chắc mình sẽ đánh nhanh một xíu. Cách đánh thì nó cũng tương tự con hồi nãy thôi các bạn. Mình sẽ tập trung vào việc né đòn của con boss này là chính. Ê, chưa lấy cái quạt. Nếu cái quạt là không được nha. Mấu chốt của trận chiến này chính là cái quạt á. Không có cái quạt là không có chơi được đâu. Ok, né được hết rồi đó. Ăn đòn thôi. Ui da, sao đánh không vô máu cho vậy? Đây. Mặc dù cái kiếm khác biệt này các bạn. Nó mạnh thiệt nhưng mà công nhận nó khác nha. Trời đất ơi, nó sẽ có hiệu ứng hồi phục cho những cái con nào mà mình đánh đó các bạn. Nè, mình đánh con boss một lúc là nó lại được búp hồi máu nè. Ok, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì nó cũng đã bị hạ rồi. Và trời ơi, nó vẫn cho mình cái cây kiếm khác biệt nữa. Nè, nó có một cái tác dụng phụ là hồi phục cho cái mục tiêu mình đánh á. Ây da, thôi không được rồi, cái kiếm này chắc mình trưng bày thôi các bạn. Chứ đánh boss không thích hợp lắm. Nhưng mà không sao, quan trọng là nó cho mình thêm Ignitium á. Để mình có thể kiểu như là nâng cấp thêm cái ổn netherite nữa. Đây, xong phen. Mình sẽ có full một set đồ bằng Ignitium luôn á. Wow, dành mình chất thiệt sự. Và công dụng của set giáp này á, thì nó không chỉ là vừa giúp mình kiểu như là trâu hơn, mà nó còn không bị vỡ nữa các bạn. Rất là thích hợp cho trận chiến cuối cùng á. Rồi, chuẩn bị xong giáp rồi đúng không? Bây giờ thì chắc là chúng ta tiến tới cái việc là đánh boss thôi các bạn. Đánh nhau với cái con Wither Storm đó thôi. Tầm này thì ngại gì vết bẩn với nó nữa. Let's go.
mà chỉ cần một bộ giáp không bị hư thôi là chúng ta đã có thể tự tin đánh nhau với nó rồi. Thế nhưng cái vấn đề tiếp theo á, là mình cần phải tìm cách để chúng ta đi vào bên trong con Witherstorm các bạn à. Tại vì vô trong đó mình mới có thể kiểu như là tìm kiếm được cái nguyên liệu cuối cùng để giúp chúng ta chế tạo ra khối cơm anh lóc nè. Đó chính là những cái thomic paper. Ờ, cái này thì chỉ có trong ruột của con Witherstorm thôi. Thành thử ra là bước tiếp theo chúng ta phải tìm cách để kiếm cái ruột của nó, kiếm đường vô ruột của nó. Và thường á, thì là phải đánh nhau với đàn em của nó. Thì trong một khoảng thời gian ngắn nó sẽ tạo ra cái lỗ chui vô ruột của nó ha. Nhưng mà bữa giờ mình đánh mình có thấy cái lỗ nào đâu trời, thiệt luôn á. Mình đánh bại đàn em của Witherstorm cũng 2-3 lần rồi chứ bộ, mà có thấy cái ruột nào đâu. Cho anh VN thấy gì rồi. Lần này mình sẽ thử lại coi như thế nào ha. Ôi da. Rồi. Nó vẫn ở đây các bạn ơi, có vẻ là ở bên Twilight Forest này. Nó không có kiểu di chuyển nhanh lắm hay sao á. Bữa giờ mà nó mới di chuyển tới đây à. Nhưng mà sự hung hăng của nó thì mình thấy vẫn còn nha. Bọn quái vật vẫn rất là rén trước sức mạnh con Witherstorm cơ. Nhưng mà mình thì khác rồi. Mình đã sở hữu một bộ giáp kiểu như là không thể phá vỡ. Thế nên là mình đang rất là sung mãn luôn các bạn ơi. Giờ thì gán đợi cho nó triệu hồi đàn em thôi ha. Thông thường thì sẽ mất một khoảng thời gian để cho nó triệu hồi đàn em á các bạn. Chẳng tiện mình kiếm cái góc nào đó mình nghi nghĩa coi coi có phát hiện cái lỗ. Ê, chưa nó tấn công mình. Ây da, nó gấp mình luôn rồi. Ồ, gấp ta hả? Giờ mình đã có cái chích lõ để mình không sợ nó các bạn. Mình chỉ cần bắn vô cái miệng nó thôi là nó sẽ thả mình ra hả? Nên mình không sợ lắm. Ok, đúng rồi. Bây giờ nó chưa có cái lõ các bạn ơi. Thường thì nó có cái lõ là sẽ nằm đâu vị trí này của cái con Witherstorm nè. Nhưng mà mình thì không có phát hiện cái lõ nữa ha. Thả ta đi, con kẹt. Thả ra. Lì hả? Ủa chỗ con này lì dữ vậy? Lì, quýnh một cái cho bỏ lì. Ê, con khác gấp mình. Lì. Ôi, lì hả? Quýnh cho gụng găng luôn. Lì. Ok, chờ đợi thôi các bạn. Nói chung bây giờ chờ đợi thôi đó. Và quan trọng hơn là tập trung tránh mấy cái lần nó nuốt mình vô bụng là được. Ê, trời ơi, con zombie. Thôi kệ đi, mình không cứu nó được đâu. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ các bạn. Giờ lo cho mình trước đi. Hình như là mình có thể dùng một ít cái thịt đột biến này. Mình chế tạo cái Sickly Teratoma. Cái này thì nó có thể triệu hồi ra đàn em của con Witherstorm nhanh hơn hay sao á. Ui da, nó hút mình nữa rồi. Thiệt tình luôn á. Mình vứt ra. Nó hút, có hút theo không? Ui thiệt kìa các bạn. Mình mới dục ra thôi mà nó đã triệu hồi đàn em rồi kìa. Kìa, chết đổ cây luôn, tánh thằng ơi. Ảo thật đấy. Ồ, hữu dụng nha. Rồi, giờ thì gán thoát khỏi cái miệng của nó cái đó. Và sau đó chúng ta xuống dưới đánh nhau với đàn em Witherstorm ha. Bây giờ mình đã bình tĩnh hơn rồi. Đó, đánh mạnh vô mỏ nó là nó sẽ sợ và nó thả mình ra thôi. Ok. Đáp đất thành công các bạn. Nhiệm vụ tiếp theo là đánh bại đàn em của nó ha. Cái này thì chúng ta đã làm vài lần rồi. Coi chừng. Nên là bây giờ cũng đã có nhiều kinh nghiệm. Thoải mái thôi. Nhược điểm của nó chính là cái phần lưng ha. Mình chỉ cần đánh vô lưng của nó nhiều lần là được. Ok. Sành chỉnh nào. Ôi dạ, nó bắn ghê vậy. Let's go boy. Từ. Mình đang bị trúng độc. Ok. À, nó làm mình trúng độc khó chịu quá. Có thấy đường nữa rồi. Trời đất ơi. Sao nhiều hiệu ứng bất lợi cho mình vậy? No. Không có xanh chín gì hết vậy. Mời lộ điểm yếu đi. Ui. Đây là khoảng thời gian để mình tránh né thôi các bạn. Nó đang xài phép. Ui. Con này nhiều trò thiệt á. Ê, giống như nó sắp lộ điểm yếu các bạn ơi. Thường thường mà nó có hiệu ứng màu trắng trắng đó là nó sắp lộ điểm yếu đó. À không, nó triệu hồi xúc tu. Trời đất ơi. Nè, điểm yếu nè. Một. Ê, mới đánh được một cái thôi. Ow. Không sao. Kiên trì là được. Nói chung trong này á, là mình phải mặc dày xíu các bạn. Đánh nhiều lần thôi. Chứ khó lòng mà one hit những cái con boss trong này lắm. Ê, nó lộ điểm yếu tiếp kìa. Đi rồi. Một cái, hai cái. Yeah. Đây, lộ điểm yếu tiếp. Ồ, tiếp tục là hai hit các bạn ơi.
và thỉnh thoảng mình cũng nghía lên trời coi coi nó có tạo cái hố chưa. Nhưng mà theo như thông tin mà nó chỉ dẫn mình á, thì có vẻ là mình phải đánh bại con này thì nó mới tạo ra cái hố cho mình ha. Nên cũng khá là căng thẳng đây. Ăn vô miếng đi, nãy giờ có vẻ là mình hơi đói rồi đó. Đây là một trận chiến dài hơi đó nha. Phải dùng chích lõ thôi các bạn à. Đó. Nó sắp tạo ra điểm yếu hay sao cơ? Đúng không? Sắp rồi đó các bạn. Ê, coi chừng nó bắn mũi tên á. Ê, biết rồi nha. Bây giờ mình nắm rõ mấy skill của nó hết trơn rồi. Ê, nó triệu hồi đệ. Thường là sau cái quay triệu hồi đệ này là nó sẽ lộ điểm yếu đó các bạn. Để ý nha. Sắp rồi đó. Đó, kìa. Điểm yếu nè. Ôi, sao đánh được con cái vậy? Trời ơi, nó còn hồi máu lên nữa. Anh thằng ơi, nó hồi máu nhiều lắm luôn á. Ô, có vẻ là mình chưa dọn hết xúc tua hay sao á. Không được rồi. Phải dọn bớt xúc tua thôi. Không thôi là nó hồi máu được hết trơn à. Quên vụ này nữa. Ê, nó lộ điểm yếu. Mình nghe tiếng rồi. Chắc. Ok, đánh được hai cái. À, giờ nó lại mọc thêm xúc tua nữa. Công nhận con này mỗi lần đánh nó là chỉ tốn thời gian các bạn ạ. Cực kỳ nhiều thời gian luôn á. Tại vì cái sự khó đánh của nó, nó cứ liên tục là giấu điểm yếu hoài à. Tiếp tục điểm yếu. Lê. Hai cái là được rồi. Oh. Trời ơi, Wither Storm nó bắn mấy cái quả cầu xuống. Hạ hết một đống đàn em của đệ nó luôn các bạn ạ. Ảo thật. Ê. Điểm yếu. Chặt một cái. Alright, 2/3 cây máu rồi các bạn. Cố lên. Chúng ta sắp làm được rồi. Tiếp tục kìa điểm yếu kìa. Hey. Ui, đánh được con cái rồi. Ash. Điểm yếu nè. Ê, sắp rồi. 100 máu thôi, 100 máu thôi. Ê, cái con này nó lì quá. Mình vẫn chưa phát hiện bất kỳ một cái lỗ nào ở phía trên đầu của con Wither Storm á. Vậy là thật sự rồi các bạn ơi. Phải hạ gục được con này thì chúng ta may ra mới có cơ hội thấy được cái lỗ trên đầu nó. Chứ bữa giờ con này là giai đoạn 7 lâu lắm rồi đó. Ouch. Nó đang chống cự. Tại vì nó biết nó sắp tàn đời rồi đó các bạn à. Từ. Mình phải tránh né trước cái đã. Phải chờ đợi thôi. Đập xúc tua. Không thôi nó hồi máu đấy. Ui da, mình yếu quá. Mình bị nó làm yếu đi rồi các bạn ơi. Ấy, sao hồi phục lại mới được. Điểm yếu kìa. Nó lộ rồi. Đừng có cản ta mấy con kia. Ấy, chưa hạ được nữa. Ở kìa. Mình chưa kịp phá xúc tua. Kìa. Ủa sao nó bây giờ nó. Ê, sao nó hết điểm yếu nhanh vậy. Ủa, chưa đầy 3 giây luôn á. Sao mà kịp đánh. Kìa. Đó các bạn thấy không. Này nè, điểm yếu. Đó, mình chưa kịp mò lên nữa là nó đã giấu điểm yếu đi rồi. Ouch. Đây rồi. Đánh. Ôi. Không được bao nhiêu đam cho nó hết các bạn ơi. Càng về sau có vẻ là càng khó đánh nó. Đang rồi. Điểm yếu. Ê, hạ được chưa? Ô, hình như mình hạ được rồi các bạn ơi. Yes. Để coi. Ui, hình như trên đầu của con Wither Storm nó có cái lỗ gì kìa. Đúng không? Kìa. Hình như lỗ mở rồi các bạn ơi. Kìa. Mình thấy rồi. Mình đã thấy trên đầu con Wither Storm có một cái lỗ rồi. Chúng ta sẽ cần chui vô trong đó. Bây giờ thì bây giờ mình cần để cho nó hút mình vô cái đó. Kiếm một chỗ nào để cho nó hút mình vô coi. Quay. Ta đây nè. Hay là mình thử phóng cái rìu ta. Cái rìu mình có khả năng tele mình á. Được không? Ui, không tới các bạn à. Thử ngọc coi. Ui, ngọc thì xa quá, cũng không tới luôn. Vậy là bắt buộc mình phải đặt block để mình chui vô các bạn ơi. Tốc độ. À, tới hồi ghê. Lúc mình cần nó hút á thì nó không có hút mình lâu đâu. Con này
Thôi kệ, để mình tự chui lên các bạn. Rồi cuối cùng ngày này cũng đã tới các bạn ơi. Kìa, đó là cái lỗ để mình chui vô cái guộc của nó. Nghe hơi vô lý nhưng mà đó là sự thật các bạn ơi. Ok. Kìa, coi cái lỗ nó to chưa? Chà bá lửa luôn. Yes. Mình đã đột nhập vô trong cái phần nội tạng của nó thành công rồi. Ủa cái cúp bên đâu ta? Ở đây, cái cúp đây. Ủa cái này là dùng rìu đập hả? Oh, ok. Đập spawner bớt. Nhiệm vụ tiếp theo của mình là sẽ đi khám phá khu vực này để chúng ta tìm kiếm những cái mảnh giấy ha. Mảnh giấy đặc biệt á các bạn. Mình sẽ xem tiến trình coi. Coi tới đâu à. Tiến trình. À có vẻ là nó chưa mở khóa thêm các bạn à. Vậy là bắt buộc rồi đó. Đi tìm những cái mảnh giấy thôi á. Nè, zombie bị hút vô nó ăn thịt tới các bạn là nằm hết trong này đó. Cái ghê. Ê, có quái không đầy nữa hả? Ồ. Căng hẳn nha. Bonner thì chắc mình nên đập đi. Bọn quái đi rất là đông từ hướng này qua các bạn ơi. Trời ơi đông lắm luôn á. Ê, Ripper gì lạ vậy? Nổ đi Ripper, đúng rồi. Ừ, cho Ripper nó nổ bớt các bạn. Ê, kia là. Ô, khói Command Lock kìa. Nhưng mà bây giờ đồ của mình chưa đủ để chúng ta đập khói Command Lock đó đâu. Mình sẽ cần những cái rương. Nãy giờ đi thì mình chưa có tìm được cái rương nào hết các bạn ơi. Đây có căn phòng gì nè. Mà trong này chả có gì hết. Mình sẽ thử đi tìm một tí nữa coi. Coi có phát hiện cái rương nào không. Ui đây giống cái nhà của bé dân làng vậy. Ủa có. Đây rồi. Mình đã tìm được cái mảnh giấy đầu tiên rồi các bạn. Mình cần tìm ít nhất là 2 mảnh nữa. Tại vì còn có 3 mảnh để chúng ta làm ra một cuốn sách Command Lock. Ui da, Ripper nó dí mình rồi. Để cho nó nổ đi. Mình cứ tưởng nội tạng của nó thì cùng lắm thì chỉ có mấy block các thứ rồi thôi. Nhưng không các bạn ơi, trong này thì quái vật nó còn nhiều hơn ơi. Ở phía dưới nữa. Ủa có cái rương nữa. Ở đây rồi, thêm một cái mảnh giấy nữa các bạn à. Tiến trình của chúng ta đang rất là tốt nha. Một mảnh giấy cuối cùng nữa thôi. Cố lên. Ê, ở dưới này có người nào dưới này không? Ừ, cẩn thận. À không, cái này là chung một cái căn nhà rồi. Ồ, đi xuống dưới các bạn ơi. Ok. Một hướng khác. Đi spawner. Wow. Trong này nó rộng lắm các bạn ạ. Mình đi nãy giờ chưa hết luôn á. Oh my god thật. Thì ra đây là tất cả những gì mà nó nuốt bữa giờ các bạn. Là nó nằm gọn trong này nè. Một số thứ thì đang bị nó tiêu hóa. Một số thứ thì bị vất vưởng xung quanh đây. Oh, có cái sách giáp này ngon ta. Đi trên dung nham được luôn. Ở đây hình như một ngôi làng nè. Giống lắm. Thường thì trong làng là sẽ có rương đó. Để mình thử lên trên này coi. Biết đâu bất ngờ. Một ngôi nhà bác thợ rèn. Trong này có không ta? Muốn tìm rương ở trong này có vẻ là cũng tương đối là khó khăn. Ê, đây. Yes. Đủ rồi các bạn ơi. Đây chính là cái mảnh giấy thứ ba mà mình cần tìm nè. Let's go. Và khi đã có đủ 3 mảnh giấy rồi, mình sẽ bắt đầu lấy cái ba lô ra và chế tạo trong ba lô của mình luôn ha. Đây, một cái quyển sách Command Lock. Và vậy là mình đã đủ những thứ để chúng ta có thể làm ra được một khối Command Lock hoàn chỉnh rồi. Bấm công thức coi. Ủa, nó còn thiếu một cái bàn chế tạo. Để mình làm luôn. May quá trong đây có gỗ sẵn. Rồi. Tinh thần, mình đã chế tạo được một khối Command Lock đầu tiên. Và với khối Command Lock này thì thay vì mình sử dụng nó vào việc đặt xuống thì mình không. Mình sẽ nâng cấp vũ khí các bạn ơi. Và thứ mình nâng cấp chắc là một thanh kiếm chăng? Một thanh kiếm có vẻ cũng hợp lý á các bạn à. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải có cái quặng này trước đúng không? Quặng đó thì để mình coi mình làm được không cái đó. Mình còn thiếu bên ba lô kia của mình. Biết mấy cái quặng Sky Jay á các bạn. Hên là mình vẫn còn giữ á. May thế. Rồi thiếu gì nữa? Kim cương. Mình bị thiếu kim cương các bạn ơi. What the hell? Một thứ cực kỳ quan trọng luôn. No.
Giờ mình chỉ còn nước là trở về thế giới thường để đi đào kim cương thôi các bạn. Và lối ra thì chắc là sẽ ngay đây á các bạn ơi. Ê, thôi thôi, lỡ rồi, làm liều luôn, nhảy xuống luôn. Wow, thiệt sự á các bạn ơi. Ai, hay thế. Vậy là lần sau mình muốn chui vung trỏng là mình phải đánh đàn em của nó thêm một lần nữa các bạn ơi. Ô mày chuối ghê, hơi bị cực nha. Rồi hiểu rồi, giờ thì chúng ta sẽ đi khám phá công trình để kiếm kim cương cái đó. Và cách tốt nhất đó chính là trở về thế giới thường để chúng ta tìm thôi các bạn. Ê, nó dí sắp tới rồi. Chùn lẹ thôi. Việc cần làm của mình đó chính là... Ê, ở đây có gốc lắc nè. Đúng rồi, xài chích lõ. Tìm kiếm một cái hang gần nhất để chúng ta đào kim cương thôi các bạn. Ui da, dưới này nước không vậy? Oh my god. Oh my god. Weather Storm nó lại qua bên thế giới thường rồi các bạn ơi. Mình còn chưa tìm được quặng kim cương đâu hết. No. Lẹ thôi. Trời đất ơi. Đây rồi. Chỗ kim cương đầu tiên. Mấy quặng đây? Hai quặng. Có ba không? Hai quặng à. Mình cần tới bao nhiêu viên ta? Ít nhất là mình cần cỡ 6 viên á các bạn. Trong này... Bây giờ mình có 3 viên rồi. Cố lên, 3 viên nữa thôi. Ủa cái gì vậy? Động đất. Hình như nó đang ở trên đầu mình luôn hay sao á. Thường á, mà mình... Ở dưới lòng đất mà nó động đất như vậy là Wither Storm đang ở trên đầu á các bạn. Căng rồi. Chỗ này như có gốc lắc mình có thể nhìn lên trên được nè. Ui thiệt các bạn ơi. Nó ngay trên đầu mình thiệt. Thôi, núp ở dưới tiếp. Ê, kim cương luôn, ngon. Ui, hai chỗ luôn. Let's go. Mấy quặng. 1, 2. Ui, đủ rồi. Ê dạ, nhưng mà sao động đất to vậy? Vượt chỉ tiêu rồi các bạn ơi. Thời tới. Rồi, mình được tới 9 viên lận. Ui, 10 viên luôn. Dạ. Giờ thì mình chế tạo được chưa? Để mình bấm công thức của cái này cái. À, quặng chay hình như bên này. Ok, bấm công thức. Vậy là chúng ta đã tạo ra được tới 9 quặng Charote rồi. Ủa vậy tính ra hồi nãy mình làm đủ mà ta. Đúng không? À không, hồi nãy mình có 1 viên làm đủ. Đúng rồi. Nhưng mà giờ thì mình làm dư luôn rồi đó các bạn. Ê, nó đang phát nổ. Bảo sao nãy giờ động đất to thế. Ê, trên kia còn kim cương nữa kìa. Thì ra là nó đang tấn công để nó truy lùng mình các bạn ơi. Nó không tha cho mình. Nãy mình mới hạ đàn em nó thôi mà bây giờ là nó muốn không tha cho mình rồi. Căng thật sự. Nhưng mà biết làm sao bây giờ. Phải cố gắng thôi các bạn. Vì mục tiêu đó chính là đánh bại được nó thì chúng ta phải chịu cực lúc này thôi. Ê, nó tấn công xuống. Nó nhắm chuẩn gì trời. Né qua đây đi. Mình sẽ cần có một cái lò nung để chúng ta nấu cái quặng này lên á. Đặt cái lò nung xuống và cho mấy cái quặng này vô trong. Và nấu lên thôi. Mong là lúc nấu nó đừng có tấn công xuống đây là được các bạn ạ. Ui cơ kìa, nó ngay trên đầu mình luôn. Oh my gosh. Công nhận máy lắc cũng có nhiều lợi thế các bạn. Sẽ đứng qua đây để có gì nó nhắm mình á. Thì nó sẽ bắn qua đây không có ảnh hưởng tới cái lò nung mình. Ok, nãy giờ chắc nấu xong rồi đó. Bà già nấu lâu lắm nha. Qua đây tiếp các bạn ơi. Phải thu hút cái sự chú ý của những đòn tấn công của nó. Ok. Đó, nó chưởng mình nè. Nhưng mà làm sao. Từ từ né cũng được các bạn. Mình có chế độ máy lắc nhìn xuyên tường mà. Chuẩn bị. Đó, nó nổ xuống từ từ kìa. Ôi, chạy thôi. Giờ bên đó là bành xác đó. Đó. Hên, rồi, mình đã nấu xong rồi, hết sợ rồi các bạn. À, có được cái này, thì bây giờ mình sẽ cần có thêm một ít cái que nữa. Để chúng ta chế tạo vũ khí á. Muốn que là có que luôn. Ok. Lẹ. Hình như nó đang nhắm vô mình thì phải. Né khúc đó ra cái. Mình nghe tiếng. Rồi. Chế tạo cái cây kiếm bằng cái quặng tím này. Ây da, nó bắn cái bên mình. Đó.
Ui dồi, hên quá, mình đứng bên đây các bạn à, không là xác định rồi. Chạy 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 chạy. Và khi đã có được kiếm Charote rồi thì bây giờ mình sẽ đặt cái đe xuống. Hay các bạn rèn ta, hình như các bạn rèn thì phải. Đặt bàn rèn xuống các bạn ơi. Ui sao bàn rèn lắc luôn rồi. Mình sẽ lấy thêm khối cơm anh lóc ha. Kết hợp lại là chúng ta sẽ tạo được thanh kiếm cơm anh lóc. Yes sir. Vũ khí cơm anh lóc đã có trên tay rồi các bạn ạ. Con Quy Đờ Storm này á, nó có sức mạnh là nhờ khối cơm anh lóc. Vậy liệu rằng khi mình có cây kiếm này, liệu rằng mình có sức mạnh giống nó hay không? Test thử mới được. Con nhỏ kia đứng lại cho ta test nào. Ủa, trời ơi, kiếm cơm anh lóc mà không hạ được một con nhện. Ui lừa rồi. Ai xa gì kỳ vậy? Vậy là mình là vũ khí cơm anh lóc dởm rồi. Yêu. Nhưng mà nói chung hôm nay mình cũng có một cái bước thành công đó các bạn. Đó chính là chế tạo được vũ khí để chúng ta có thể đánh nhau với Wither Storm rồi đó. Mình nghe nói cái này là khắc chế của khối cơm anh lóc đó các bạn. Không biết là có phải hay không? Câu trả lời sẽ sớm có ở trong những tập tiếp theo ha. Và bạn nào có nhu cầu mua hạt Roblox, Love Food cũng như là Game Pass thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop Lộc có đặt dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì Lộc sẽ chuẩn bị thêm thức ăn và thật là nhiều thứ cần thiết để chúng ta bắt đầu cái trận chiến cuối cùng ở bên trong cái đường ruột của con Wither Storm này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. We'll be right back.